Đây là lần đầu tiên tổ chức The Dynamic Catholic đứng ra sản xuất âm nhạc trong vai trò hãng đĩa phát hành cho CD Mùa Vọng mới có tên gọi O Emmanuel. Phần âm nhạc được thể hiện bởi dàn nhạc Fip House có trụ sở Chicago, dàn đồng ca thiếu nhi của nhà thờ Đức Bà và tam tấu piano jazz của nhà soạn nhạc J.J. Wright. Thế nên nó bao gồm một dàn nhạc giao hưởng nhỏ gồm có bộ dây, bộ kèn gỗ cùng với piano, bass và trống. Thánh nhạc rất quan trọng đối với tôi. Tôi lớn lên là người Công giáo, tôi đi nhà thờ vào mỗi Chủ nhật và đem lòng yêu thích âm nhạc tại đây. Tôi luôn hy vọng có thể làm một điều gì đó để làm âm nhạc trong giáo hội trở nên vĩ đại. Đó là một lĩnh vực thực sự khá là phức tạp, nhưng tôi đã học hỏi và tìm hiểu làm thế nào để trở thành một nhà soạn nhạc, làm thế nào để trở thành nhạc công piano, làm thế nào để chỉ huy dàn nhạc. Âm nhạc của anh kết nối những truyền thống cổ xưa của nhạc thánh và tạo ra phong cách mới cho các Kitô hữu và những người Công giáo thời nay. Anh ấy đã dựa trên các phần điệp ca của bài Ngày Cuối Mùa Vọng đan xen với lời bài hát, song song với các bài bình ca vốn đã được soạn sẵn cùng với lời. Phần nhạc này được soạn đặc biệt để giúp mọi người trải qua mùa vọng và để thực sự hiểu được ý nghĩa của mùa vọng trong giáo hội. Mùa ấy nói về điều gì? Làm thế nào nó giúp chúng ta dọn lòng để đón Giáng sinh? Cũng như làm thế nào để mùa ấy lớn lên trong đời sống của chúng ta? Vốn dĩ là nhạc thánh, nhưng anh ấy đã biên soạn nó theo cách thức dễ tiếp cận để thu hút mọi người và lôi kéo cả những ai không phải là tu sĩ, cũng như những ai đã biết rõ về mùa vọng. Hy vọng của tôi là chúng ta có thể tạo ra một loại nhạc thánh tân thời trong giáo hội với chất lượng âm nhạc tuyệt vời. Âm nhạc được trình diễn với đẳng cấp thế giới, âm nhạc có thể lôi cuốn con người hiện đại, âm nhạc được dựa trên truyền thống của nhạc thánh Công giáo. Khi hợp tác cùng dàn đồng ca thiếu nhi nhà thờ Đức Bà, anh đã thể hiện tầm quan trọng của việc củng cố ý nghĩa và tầm quan trọng của nhạc thánh, để các thế hệ tương lai của giáo hội có thể trân trọng những giai điệu lời ca vốn có thể theo chúng suốt cả cuộc đời.